Today, I'm doing my peas and beets. I have my sea starter tray. Okay, first I take it out. Yeah, there's a peas. This one is really nice. Okay, now you open this one. This one that has leaked. No, this one. Let me try. There. Cut the off yet? Not yet. Okay. Here you go. Thank you. Tomorrow. Okay. Peace and
Bay and me. Okay. For today and tomorrow, I'm planning something else. Okay. See you. Okay. See you. Bye. Bye. Xin chào các bạn. Hello everybody. Now we plan for spring. Spring crop for summer. Yeah, a little bit. Listen up. Now we go to another one because we have to do something for the crap. Where is it? Squid jack and lettuce. Lettuce and squid jack. Có nhiều cái bóng nắng vào phía nam ở đây là vậy đó các bạn, ở đây nó khí lạnh tình nồng nó vậy đó, là cái mặt mà nắng nhiều là phía nam.
với đó. Bây giờ mình chơi bỏ nước đây là nước này mình có trộn trộn ít sinh sốt rồi để nó trộn muối diêm rồi nước sweet chat and lettuce, right? Right. Rồi. Cái này rồi để ngày mai đi. Mình trong cái này bây giờ cái thời gian này mình sẽ làm rất là nhiều thứ các bạn. Đó. Mình có thể các bạn nhớ đóng coi. Các bạn có thể thử. Và bây giờ hậu này mình tới đồng ý. Hậu. Này là mình đã trồng nó mới có 2-3 ngày mới nó lên rồi các bạn rất là nhanh. Mình giờ có cái miếng điện ở dưới đây để nó nóng nó lên rất là nhanh. Lên không đều, có cái lên, có cái nó chưa lên. Này nó đang lên hết rồi. Cái này là nhờ mình có cái miếng, cái tấm điện dưới đây nè các bạn. Cái tấm mà đã, tấm điện dưới đây nè. Cứ ban ngày thì mình tắt, đêm thì mình cắm vô. Các bạn cuối tuần vui vẻ.